Xin giới thiệu với quý vị bà con, đây là múi bưởi Diễn Hà Bình Ngon đang test thử khi cho bà con làm theo hướng dẫn của Hà Bình Ngon là bón phân NPK của Đức cộng với phân Cani của Đức. Thì bây giờ là đầu tháng 9 âm lịch, Hà Bình Ngon đi test thử một số vườn thì để đánh giá chất lượng cũng như là phân tích cho bà con để điều chỉnh cho những vụ tới. Thì như bà con biết, đây là múi bưởi Diễn Hà Bình Ngon đã bóc ra, thì đây là giống bưởi Diễn chuẩn, tôm vàng, quả nhỏ, tròn trái và cuống nhỏ, dài, thường hay giấu quả trong thân. Thì khi được bón đầy đủ phân NPK, phân hữu cơ vi sinh và phân vi lượng trong quá trình phát triển, và khi đến thời kỳ bón phân Cani Đức, thì bây giờ Hà Bình Ngon đang test thử, đây là đầu tháng 9, thì thấy múi bưởi bây giờ đã rất là căng mọng và ráo múi, tức là đã có độ đường, như bà con nhìn thấy là sẽ có màu hơi vàng vàng, thì tức là màu vàng càng nhiều thì độ đường càng lớn. Múi thì rất tôm rất là mập, đây là bà con để ý này, tôm rất là mập và độ vàng của múi đã có, tức là bây giờ ăn là bắt đầu có vị ngọt và không có vị he đắng, khác hẳn với là những dòng phân Cani khác trên thị trường như Cani Hà Anh hoặc Cani nhập ngoại khác. Thì khi bón dòng Cani Đức thì múi bưởi căng mọng, ráo múi, tôm rất là to và mập từ dưới lên trên đầu như này, từ dưới lên trên đầu. Mà múi này, Hà Bình Ngon tách ra bà con nhìn này, múi nhìn trông to như là múi mít luôn ấy. Đấy, không khác gì múi mít, bà con nhìn này, rất là đẹp. Đây là sản phẩm được bón và chăm sóc theo kỹ thuật của Hà Bình Ngon, đặc biệt là sử dụng sản phẩm của Cộng hòa Liên bang Đức, đó là từ phân NPK cũng như là Cani. Thì đây là dẫn chứng để cho bà con xem. Bây giờ thì ăn thì bắt đầu có độ ngọt và đặc biệt là không có vị he đắng, không có một tí he đắng nào.